Những điều ích hằng còn lâu năm, cả tam bữa đám mưa lành lưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê đặng trên toàn. Dạ, tự nhiên đã kệ thỉnh pháp sư xong rồi. Bây giờ tự nhiên kính mời Ngọc Quỳnh tiếp tục. Đỉnh sư pháp kính hay là khi nào thì xin chúng ta học. Dạ sa thủ sa thủ. Kính cảm ơn. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ con thành kính đảnh lễ. Thuyền đại đức pháp tính cùng chư tôn đức vừa là quan tâm vào đạo tràng. Nam mô Bích Thai. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thành con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ. Con được học từ vựng câu kinh 114. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Đến Sư. Sa thú lần thai. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Mời quý vị cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thể Quyền, Thượng Tọa Bình Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Giờ đây thì chúng ta bắt đầu học bài mở, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 100 đại như thường lệ, sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ thích nghĩa từ vựng. Quát sát sát tăng chi về vô chát, quát sát sát tăng chi về vô chát, sát sát tăng chi về á bát sằng tăng bát đằng á bát sằng á ma tăng bát đằng á bát sằng á ma tăng bát đằng ê ca hằng chi quý tăng xây vô ê ca hằng chi quý tăng xây vô ê ca hằng chi quý tăng xây vô bát sát tô tăng ba đằng bát sát tô a ma tăng ba đằng bát sát tô a ma tăng ba đằng. À, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái đại từ vô. Vô có nghĩa là ai hay là người nào. Chá có nghĩa là và. Quát sát sa tăng có nghĩa là 100 năm. Yeah. À, trong mấy bài mình học một loạt bài này chỉ có thay đổi có mấy chữ thôi. Chi vê có nghĩa là sống. Chi vê sống. Á bát sanh không nhìn thấy. Á bát sanh không nhìn thấy. Amatang có nghĩa là bất tử. Amatang có nghĩa là bất tử. Ba đăng có nghĩa là câu cú. Câu cú. Bát đăng câu cú. Ở đầu dòng thứ ba thì chúng ta có một cái học từ ê ca hăng. Ê ca hăng có nghĩa là một ngày. Ê ca là một, á ha là ngày, thì phối hợp lại thành một cái học từ chia theo đối cách trở thành ê ca hăng, một ngày. Chi vi tăng là sống. Chi vi tăng có nghĩa là sống. Xây vô,
CEO là tốt hơn. CEO là tốt hơn. Basato, Basato là đang nhìn thấy. Basato, Basato là đang nhìn thấy. Basato đang nhìn thấy. Amatang là bất tử. Bát đăng là câu cú. Và do những từ vựng này được quen thuộc, thành ra chúng ta lướt qua rất là nhanh. Cảm ơn Phật tử Giải Minh rất nhiều đã bóp bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. Giờ đây thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng trong dung. Và con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ của Quốc Kinh số 114 Vô chất sắc quá sân chi quê á bách sân á mất tăng bà đăng ê ca hàng chi viên si vô bách sắc hồ á mất tăng bà đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Và con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Khai. Và giờ tôi được chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn sư cô Tự Duyên, cảm ơn Đặng Đông, Đình Quỳnh, Thái Minh, Quang Minh cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, là Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Bhutang Phakkawantang Apiwa Demiso Khakku Phakkawata Thammo Thammang Namasami Patipanno Phakkawato Savakasangku Sankang Namami. Chúng đi tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tấm gương hình đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng do hội đến chư Tôn Đức Tăng với Tôn Đức cũng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thà Giá. Như kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú 114. Đây là liên quan tới Vikhoni Kisagotami, hay là chúng ta nhớ cái hạt cải đó. Hạt cải mà chết mà đi tìm hạt cải được đó, người ở trong nhà mà không có hạt cải, không có người chết đó, thì sẽ cứu sống. Nhớ cái chuyện đó, cái chuyện này nó dễ nhớ. Và hầu như nếu như ai mà học hiểu được Phật pháp thời gian thì sẽ hiểu, sẽ nhớ câu tích truyện này. Khi Đức Phật ngày ở tại Kỳ Viên, ngày nhắc là cái đã có một cái câu chuyện xảy ra, đó là liên quan tới bà Kisagotami, gọi là Kisagotami bởi vì bởi bà ta ốm bệnh thường. Thì ở tại xá vệ đó có một thương gia rất là giàu có, thình lình thì của cải biến hết, nó thành trở thành than hết. Ông đau khổ rất là nhiều, và một người bạn đi của ông ta đi tới đó, khuyên ông ta đừng có buồn mà hãy nằm trước cái cửa hàng của mình, chất than lên và ngồi đó. Rồi người bạn này mới nói tiếp là sẽ có một người đến hỏi, hầu hết là nhà buôn đó, thì phải buôn bán quần áo, giấy vóc, dầu, mía vân vân. Còn ông ngồi đó, ở đây đó, thì bán than. Thì ông sẽ đáp, nếu tôi không có cái thứ gì thuộc về tôi, thì tôi làm gì chứ? Nhưng rồi lại có người nói, hầu hết nhà buôn đó, thì ta buôn áo, buôn đường, buôn này nọ vân vân. Người đó sẽ đưa cho ngươi một nắm than, người đó sẽ đưa cho một nắm than. Ông nên cầm lấy bụng kính trong hai tay, rồi la lên úp la cho đó, yeah. Nó sẽ biến thành vàng. Lúc đó là một người con gái đó, thì ông hãy cưới, thì hãy cưới cho con trai của ông. Mà nếu đó là con trai thì hãy gả con gái của ông cho người đó. Rồi ông giao
những người con trai hay gái đó đó, nó sẽ sau khi lấy xong sẽ nuôi ông yên tâm đi. Thì thương gia nghe cái ý kiến của bạn mình đó, thì đang mất của thì cũng nghe theo. Thì quả thật mọi việc xảy ra đúng như lời của ông ta nói như vậy. Vì nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Thì vì nghe chúng tôi còn nói, dạ cảm ơn Trần Đông. Thì sự việc xảy ra đúng như vậy, kính thưa quý vị. Đó là một người con gái nhà nghèo, tên là Kisa Gotami. Vì quá ốm và cũng như là bệnh hoạn cho nên gọi là Kisa, mà Gotami tức là cái tên. Và chính cô đó là làm giàu trở lại cho cái ông chủ phú này. Thì mới cưới cô ta về, thì sau thời gian thì cô ta có thai và sinh được một đứa con. Thì kính thưa quý vị, bởi vì chưa bao giờ cô ta gặp được những người chết nào cả sau khi sinh cái đứa con của Takara. Nhưng khi đứa bé nó vừa ra đời thì cũng nó cũng chết. Thì bà ta buồn vô cùng, cái Sugotami này rất là buồn. Người ta mang cái đứa bé này đi thiêu, như thai nhi coi như là mới sanh, và ngăn cản không cho và bế con ở trên hông đi từ nhà này tới nhà kia để tìm thuốc cứu chữa cho con. Thì người ta cho là bà ta đã điên rồi, nhưng vì không ai có thể tìm để cứu cho cái người con của chính mình. Nhưng mà ta vẫn đi vì nghĩ rằng thế nào cũng sẽ có một người cũng sẽ tìm được cái thuốc để cứu chữa cho con của bà, dù cho tốn kém như thế nào cũng vậy. Thì có một cái nhà hiền triết nhìn thấy như vậy, hiểu được hoàn cảnh, bảo bà ta đến gặp Phật đi. Thì kính thưa quý vị, bà ta bắt đầu nghe như vậy, bà ta đi đến gặp Đức Phật. Chỉ có ngươi đi đến gặp Phật, Phật sẽ có cách cứu con của ngươi. Thì bà ta ráng đi tới để gặp Phật. Thì đi đến hỏi bạch Thế Tôn, con nghe nói ngài có thể có cái cách cứu chữa con của không, con của con phải không? Thì Phật đáp, phải, ta biết. Vậy con cần phải làm gì? Bây giờ con phải tìm những cái thứ gì? Thì Phật mới chỉ, ngươi tìm cho ta một cái nhóm hạt cải trắng. Nhưng không biết đâu biết ở chỗ nào có hạt cải. Và khi ngươi tìm được nhà nào có hạt cải trắng á, thì mà nhà đó không có con trai con gái mà chết, thì ngươi đem về đây, ta sẽ cứu sống con của ngươi. Thì bà ta nghe lời Phật chỉ dạy như vậy, bà đi từ nhà này đến nhà nọ ở thành Xá Vệ, cho đến khi đi đến hỏi thì ai cũng báo là ở nhà của người chết. Có nhiều nhà không có hạt cải, có nhiều người nhà có hạt cải thì nói rằng có người chết. Không tìm ra được cái nhà nào có hạt cải mà không có người chết hết. Thì bà mới nghĩ suy nghĩ, thì ra không phải chỉ mình bà mất con, mà trong làng này người chết thì cũng rất là nhiều. Và thế là bà mang cái đứa bé nó vào rừng và đặt xuống đất rồi đi về gặp Đức Phật, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Ngươi có hạt cải không? Bà đáp, dạ thưa không, bạch Thế Tôn, đằng nào cũng có người chết và người chết cũng nhiều hơn là cái ngay cả người chết còn nhiều khi còn nhiều hơn ở trong những gia đình. Thì thật là hảo quyền, ngươi nghĩ rằng chỉ một người ngươi mất con, ai cũng chịu cái định lực chết sống đói, thần chết, thì nó như là cái nước lũ quét sạch thì mọi thứ nó bị hoại diệt. Trong khi lòng tham đắm của họ chưa có thỏa mãn, thì thế là Đức Phật ngài nói lên cái câu kệ: người tâm đắm
người tâm ý đóng sai, con cái và súc vật tử thần bắt người ấy như lục trôi là ngủ. Thì cuối cái bài kệ này thì bà ta chứng quả dự lưu và nhiều người khác cũng chứng quả dự lưu, ngay cả đến nhị quả tam quả. Thì sau đó bà ta xin gia nhập vào tăng đoàn để trở thành một vị Phật ni. Và một hôm trong một cái trong lúc thắp đèn, một hôm lúc mà thắp đèn ở trong dẫn đường Bồ Tát á, bà ta chăm chú nhìn ngọn lửa và vài ngọn lửa lóe sáng, vài ngọn lửa chợt tắt, và liền lấy đó làm cái đề mục thiền quán chúng sinh ở trong thế gian cũng như ngọn đèn chợt tắt chợt sáng, chỉ khi nào mà chứng đạt niết bàn thì mới chấm dứt cái sinh tử khổ đau. Thế Tôn ngồi trong hương thất ấy, thì Đức Phật ngài mới phóng hào quang đến trước mặt bà ta và dạy chúng sinh như ngọn lửa chợt tắt chợt sáng, người nào đạt đến niết bàn thì người đó mới chấm dứt. Do đó dù chỉ sống trong một khảnh khắc mà chứng đắc niết bàn còn hơn sống cả trăm năm mà không thấy được niết bàn. Và thế là Đức Phật này đọc lên một cái câu Phật cú: ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốn hôn sống một ngày thấy được câu bất tử. Thì cuối cái câu kệ này, bà Kisa Gotami coi như là chứng đắc của A La Hán cùng với thần thông, thì được biết là bà ta là một trong những người bị thì cô ni đệ nhất về thần thông. Chúng tôi nhớ như vậy, không biết có đúng không. Thì kính thưa quý vị, thì qua cái câu kinh này chúng ta mới thấy, cũng như cái câu kinh 113 thì cũng vậy, thì ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Thì ở đây ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Chẳng qua tức là đổi dời trên cái từ ngữ, nhưng cái lý pháp nó cũng là như thế. Cái ngọn đèn nó chợt tắt, nó lên cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, cái sự đến đi, cái sự tạm bợ của cuộc đời này, mà tất cả chúng sinh sinh ra trong cuộc đời phải chịu sự đau khổ. Nhiều lần trong những đau khổ tủi hờn của người và mình, tôi luôn luôn lấy hai cái câu chuyện này, một câu chuyện của bà Bhattacharya và cũng là một câu chuyện của Kisa Gotami này. Không phải mình nghĩ tới cái chuyện con, mà mình nghĩ đến chúng sinh nước mắt đau khổ, nước mắt trong cái sự tìm tòi, trong cái sự khổ đau. Nước mắt nhiều hơn bốn bể đại dương, đã bao đời dấu bể tang thương. Hay là, kính thưa quý vị, người mà đi tầm cầu cái sắc đẹp thiết hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, đắm say chạy theo nó, đi tìm cái gì? Đi tìm cầu danh lợi, danh và lợi. Và khi nào là đủ đây, và khi nào là dừng lại đây, không có dừng và không bao giờ là đủ. Cho nên nói con cái và súc vật ở đây nói đến cái danh cái lợi, mà người tâm ý mà đắm say cái con cái, vợ chồng, vật chất, tiền bạc, của cái danh vọng, sự nghiệp, vân vân, thì một khi mà tử thần đã hiện đến bắt người ấy đi như lục trôi cái làng ngủ, khi mà nó lũ lụt tới rồi mà cũng vẫn không biết, nó cuốn trôi cái làng. Khi mà tử thần đến, xuất hiện đến, thì kính thưa quý vị, họ cũng không hiểu, không biết nữa. Nhưng một số người bệnh, chúng ta gọi là liệt giường, liệt chiếu, nhưng luôn luôn cái tâm ác xấu, sợ hãi với cái chết, đau đớn với cái bệnh tật như tiền của, hay là ghen tức như thế này, như thế kia, thì thật
sự mình thấy những tình huống đó mình thấy rất là tội nghiệp cho chính họ. Nếu như họ có vợ thì họ ghen với vợ, họ có con họ trách móc con, rồi họ có của thì họ sợ mất của. Thì đó là, kính thưa quý vị, tức là đó đã tới rồi mà vẫn còn suy nghĩ như vậy, hay là đã đến già rồi mới là thương cháu, mà đến khi bệnh hoạn vô cùng mà cũng ho hen lên rồi thì cũng chăm cho con, chăm cho cháu nữa, sao mà khổ thế. Thì đây chính là tử thần đã đến rồi, đã gần tới rồi, gần đổi sổ rồi đó, coi như là đụng nóc rồi đó, mà cũng như thế à. Kính thưa quý vị, không phải nói ở đời, ngay cả ở đạo cũng vậy. Có những vị tôi nói cũng là, chúng tôi nói lên đây cũng là một phần răng cho chính mình, chứ không phải là chúng tôi ta tháng ăn hết. Nhiều khi không biết bố thí, nhiều khi không biết tu tập, nhiều khi khởi lên những cái sân tâm, nhiều khi không có tấm lòng để che chở, để tha thứ, để ban bố. Giận những người đệ tử từ lúc này qua lúc kia, mà có cần thiết phải làm như vậy không? Tất cả là nhân duyên, tất cả là nhân duyên. Có nhiều vị giận những người đệ tử mà gặp không nhìn mặt, rồi gặp không thèm nói, khi nhắc người đệ tử đó là không vừa lòng vân vân. Không cần thiết như vậy. Bởi vì sao? Tất cả là cái duyên hội tụ. Nếu có đủ duyên thì đi trọn cuộc đời sư đồ, còn nếu không duyên thì là, kính thưa quý vị, mỗi người mỗi ngã, xem như là trả nợ cho đời, trả nợ cho người, và mình không còn cái phải mệt mỏi với chính họ. Chính chư Phật tử cũng vậy, khi gặp những tình huống như vậy thì chúng ta cũng hãy quán suy về cuộc đời của chính mình, về cuộc đời của chính mình. Đến chi? Để mình gặp những cái người bạn, mình gặp những người chồng, gặp những người vợ, mình gặp những người con, những người cháu hay xung quanh ta mà nó không vừa lòng, thì chúng ta nghĩ phải biết rằng không phải tự nhiên mà lại như thế. Mà âu cũng là nhân quả, âu cũng là nghiệp duyên từ tiền thân. Tại sao mà người ta bị mà mình không bị? Tại sao mà người ta được mà mình không được? Tại sao mà người ta tốt mình xấu? Tại sao người ta vui mà mình buồn? Tại sao mà người ta ấm im mà mình lại lạnh lẽo và cô đơn vô cùng, cô độc vô cùng? Thì cái chuyện đó cũng là cái chuyện nhân quả thôi. Đây là một trong những cái duyên sự mà câu pháp cú này nó liên hệ, tức là câu pháp cú số 287. Và kính thưa quý vị, cái câu pháp cú 114: ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Quả thật ra một cái câu bất tử mà chúng ta thấy Ê ca hăng chi quý tăng xây vô bát sát tăng a mà tăng bà đăng, có thể nói rằng chúng ta phải tạo nhiều cái phước duyên, tạo nhiều cái thiện nghiệp thì chúng ta mới có một ngày thấy được câu bất tử. Chứ không phải là mới cái tu tập thiền quán được chừng thời gian xong nói lên câu coi như là triêu triêu cuộc đời, dầu sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Hay là dầu sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Chứ bây giờ mình tu mình nghĩ mình đang tu tập thiền quán là mình tu tập để thấy cái pháp sanh, pháp diệt, vân vân. Chúng ta suy nghĩ như vậy thì âu có chừng, đó cũng là một thường kiến của chính mình. Chứ thật ra mà nói, để mà tu hoài, tu mãi mà tại sao chúng ta không đắc chứng được, thì đây chúng ta chưa có thuận duyên. Nhưng ở trong
bài kinh Tứ Niệm Xứ ở trong Trung Bộ Kinh hay bài kinh Đại Niệm Xứ đó, nói rằng một người mà tu tập xuyên suốt, có chánh niệm và tỉnh giác xuyên suốt một tuần lễ, người ấy sẽ chứng đắc thánh đạo thánh quả. Nếu không, một tuần không chứng đắc thì 7 tuần, không 7 tuần thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm, chắc chắn người ấy sẽ chứng đắc. Mà có những số người người ta tu nó qua hơn 7 năm nữa. Nhưng kính thưa quý vị, phải nói rằng một cái thời gian mà động lực hay thời gian mà tâm có chánh niệm và tỉnh giác kéo dài suốt một tuần không phải là một chuyện đơn giản. Hay họ nuôi nấng, họ tập cho tới 7 tuần, 7 tháng, 7 năm một cách xuyên suốt, nó dài như vậy đó, có chánh niệm, có tỉnh giác một cách liên tục như vậy, nhưng tại sao họ chưa chứng đắc được? Bởi vì chưa đầy đủ pháp độ. Mà chưa đầy đủ pháp độ thì một tuần vẫn bị tâm phóng dật nó xen vào, trong 7 tuần cũng bị tâm phóng dật xen vào, và trong 7 tháng lại càng có nhiều tâm phóng dật xen vào, và 7 năm cũng lại càng có nhiều tâm phóng dật xen vào. Cho nên nó không đủ cái khả năng thúc đẩy và khả năng đốt cháy, hay khả năng tiêu được diệt được phiền não, và không thấy được cái pháp sanh pháp diệt. Ở đây nói như thế để chính chúng ta phải có một cái sự tu tập, phải có một cái sự góp nhặt từng cái công đức mà gọi là ba la mật, công đức mà phải công đức ba la mật kìa. Ý đăng mê vô nhân a sa quắc kha gia hoàng hồ tốn, ý đăng của tâm mê đa năng, hoặc là làm những cái việc thí, việc phước này xin là nhân đưa đến sự chấm dứt sinh tử, chứ không phải là công đức này hãy là duyên lành để đạt được cái quả vui của trời của người trong tương lai. Chúng ta nguyện cái quả giải thoát vô thượng, đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là chúng ta đạt được cái quả vị bách chê ca bố thá, tức là độc giác Phật, hay là thinh văn giác Phật. Chúng ta nguyện những cái quả lớn như vậy thì chắc chắn rằng những cái quả mà trời người thì rất là đơn giản, chúng ta phải đi qua. Chúng ta chưa thành tựu được quả vị giải thoát thì chúng ta phải được nhân giới và thiên giới. Cho nên nếu là người hiểu biết Phật pháp thì người ta nguyện đến cái do cái công đức này xin đời sau mình được nhiều cái duyên lành, được nhiều cái thuận duyên để tiếp tục mà tạo tác pháp độ ba la mật. Nhân này duyên này hãy làm nhân dẫn đến chấm dứt sinh tử khổ đau. Cho nên hiểu biết xuyên suốt như vậy đó, kính thưa quý vị, thì mới gọi là một cái câu bất tử vô cùng tốt đẹp. Chứ còn mà tu, mà người tu á, có một số người tu thì thấy bây giờ thấy coi như có cái duyên một số người rồi, người ta lễ người ta lại mình, chắc tưởng đâu mình thấy được câu bất tử hay mình thấy pháp sanh diệt. Thật ra thì cái pháp sanh diệt nó dễ lắm chứ nó không có khó. Cho nên quý vị tu mà chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác, thấy được cái sự sanh, sự diệt của danh này, của sắc này, cái cách mà người ta nói như vậy, nhưng sự thật ra quý vị cũng chả có thấy được cái pháp sanh pháp diệt gì cả. Mà nói thì nói nó liền câu liền mạch, thì bắt đầu nói như vậy, cái một số người tưởng đâu rằng chắc vị này đã thấy cái pháp sanh pháp diệt. Kính thưa quý vị, thấy được pháp sanh pháp diệt của danh và sắc này ít nhất cũng phải là một chấm trống sơ đạo sơ quả. Tôi thấy tu phải như thế này, phải như thế kia. Chúng tôi rất sợ những ai nói ra cái tu phải như thế này thế kia mà Phật dạy phải như thế này, phải như thế kia, thì đúng hơn là trên một cái ý nghĩ rằng mình đã chứng đắc, mình đã thành tựu. Đây là chẳng những vì ấy đã phạm đại giới mà vì ấy bị tổn thọ, bị tức. Nó ghê lắm quý vị. Tổn thọ, tổn phước. Mà một trong những cái đại giới mà quan trọng, mà cấp độ cao cả nhất, đó chính là so sánh bằng. Mình tưởng là mình thấy cái pháp sanh pháp diệt, hơi thở này ra là chấm dứt, hít vào là hơi thở sanh lên, sắc này rồi một ngày nó cũng, hôm nay già, hôm nay trẻ tươi, ngày mai nó tàn úa,
nhìn cái đó không phải nhìn của cái nhìn của sanh của diệt, hay là hơi thở này ra vào bằng cái hơi thở sanh diệt, là chúng ta thấy cái tướng, cái hiện tượng của nó xảy ra như vậy. Nhưng có bao giờ mà để chúng ta thấy được khi mà hơi thở nó vừa chấm dứt, ngay cả vị ấy quan sát cái hơi thở nó vi tế, nó nhẹ nhàng, thấy nó khởi sanh lên và thấy nó diệt đi, chỉ thấy bằng cái gì? Bằng cái sự theo dõi, bằng cái sự, bằng cái tướng nó, chứ chưa chắc là người ta thấy được cái vận hành, cái sự biến chuyển của pháp của vi. Yeah. Bởi vì khi mà chúng ta biết hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng tu phải một chuyện đơn giản, mà để nó chứng thành Phật đạo giải thoát đâu. Thì tu mà để mà thành Phật không phải là một chuyện đơn giản, mà nó phải có một cái công phu, phải có một sự luyện tập, nó xuyên suốt cả thời gian. Rồi chúng ta biết nhiều khi á, một số người tinh tấn chuyên năng chuyên cần, nhưng người ta chưa chắc là người ta thành tựu sớm đâu. Có một số người nhiều khi thấy người ta cười cười, thấy người ta đùa đùa, thấy người ta giải đãi vậy vậy đó, nhưng điều mà đến khi cái pháp độ ba la mật của người ta đầy đủ, người ta vào là người ta thấy được, người ta chứng quả đắc được, người ta thể nhập được, người ta thành tựu được và chứng nhận được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này. Quý vị thấy khó không? Rất là khó, rất là khó khăn, không phải chuyện đơn giản. Mà mình muốn thấy được cái câu bất tử, cái câu bất tử đây chính là cái câu không còn, ở đây chính là niết bàn đó. Thấy được cái câu bất tử, hiểu được cái câu bất tử, tức là không còn cái sự sanh tử. Hiểu được câu bất tử không còn sự sanh tử, thấy được câu bất tử là không còn sanh tử. Mà đâu phải dễ thấy, đâu phải dễ hiểu cái câu bất tử. Cái hiểu của mình là niết bàn là sự một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, không còn sanh, không còn già, không còn chết, không còn sầu bi khổ ưu não vân vân. Tuy là hiểu như vậy nhưng không phải chuyện đơn giản mà chúng ta nói được như vậy. Bởi vì sao vậy? Nói như vậy mới thấy rằng ở trong cái sự tu tập đó, nó là một pháp mà ở đó đòi hỏi một cái sự chuyên chú, nó xuyên suốt, hay là thành tựu một cách đầy đủ. Cũng như người đó bây giờ đi thi, người ta vào tới ngồi phòng thi một chút xíu, người ta đi ra và người ta đã hoàn thành một cái bài thi. Nhưng đòi hỏi một cái bài thi đó, mà người ta làm được cái bài thi đó, thì kính thưa quý vị, người ta phải học từ cái không biết chữ, không biết viết, cho tới người ta thi tốt nghiệp. Dù cho đó là bằng cấp nào cũng vậy, chỉ ngoại trừ một cái tức là mua bằng cấp thôi. Bằng cách tức là dối lừa thì bỏ tay ha. Thì ngày hôm nay nó là một hiện tượng rất là lớn, chỉ có đó mới là bỏ tay thôi. Còn nếu như mà để mà mòi kinh sôi sứ, coi như là hiểu biết, thì phải nói rằng rất là bình thường. Cũng như là nếu chúng ta hiểu biết được cái chuyện của cuộc đời thì chúng ta mới thấy nhiều khi nhiều cái bằng cấp lớn lắm quý vị. Và con kính đến lễ sư phụ siêu mới quan lâm vô rung. Dạ. Nhiều khi quý vị biết người ta đưa ra nhiều cái bằng cấp mà phải hơi có việc mình đó, nào là phó tiến sĩ mà viết cái câu tiếng Việt nó cũng trật lắm, viết cả những nên nó thiếu viện thiếu cái cú pháp không nói, nó sai chính tả vô cùng nhiều. Còn tiếng Anh thì nói 3-4 tiếng mà ráp chưa được 1 tiếng nữa, nhưng Âu cũng là bằng cấp, cũng hơn sống một ngày chắc mình. Bây giờ tôi cũng thấy câu bất tử à, mô Phật. Thì đó chính là một điều mà chúng ta cần phải có. Nếu mà mọi người hiểu biết Phật pháp á, thì không dễ dàng thấy một câu bất tử, không dễ dàng mà chúng ta
Coi như thật nhiên mình khổ ngộ đạo thình lình đâu, mà chúng ta phải trải qua một cái chuyên học mà chúng ta chuyên tu từ tiền thân cho tới hôm nay. Và ngay lúc đó thì khả năng của chúng ta mới khai triển được, mới nhớ được, mới khai triển được thiền quán, mới thấy được. Dạ. À, chứ không phải là tự động coi như là lơ tự nhiên mình thấy một cơn gió thoảng, một áng mây bay, cái tự nhiên mình chứng đạo chứng quả. Vậy chắc có lẽ mình mô Phật mình coi như là hay ho, mình tốt đẹp à. Ở trong cuộc đời này nó không có đơn giản như vậy được, mà phải trải qua một cái sự công phu, một cái sự thâm nhập nhiều lần trong cuộc đời, cũng như nhiều lần trong cuộc đời chúng ta đã được nghe, được dạy, được hiểu, được biết về cái câu đó, về cái lời dạy đó. Và chúng ta nhiều lần và chúng ta quen, chúng ta thực hành thì chúng ta mới đạt được. Ở trong cuộc đời này không có gì mà tự động mà nó coi như là thánh giống vậy. Ở trong cái chuyện coi như là cái chuyện thần thoại của Việt Nam của chúng ta nó thánh giống đó. Sinh ra đẻ ra một cái coi như là xong cái thổi một cái phào một cái ra đánh giật ân chạy coi như là thục mạng. Cái đó chuyện của chúng ta gọi là thần thoại. Thì cũng như vậy, ở trong cuộc đời này không phải tự động vậy được, mà vốn đã thường thuộc từ tiền thân rồi, vốn đã quen rồi. Cho nên bây giờ Đức Phật Ngài có một cái công năng chuyển mê khai ngộ, chuyển mê khai ngộ ngay chỗ mà Ngài, hay chúng ta gọi là Ngài chỉ điểm, hay là Ngài dùng một cái pháp coi như là một cái Samma Sambuddhassa, tức là cái mà chánh biến tri của Đức Phật á. À thì Ngài khai mở cho chúng ta dùng những cái pháp môn mà chúng ta thích nghi nhất, dùng những cái pháp mà chúng ta thường tu tập nhất, thì Ngài chỉ điểm là chúng ta thành tựu. Mà cái đó là nói đến bậc chánh đạt chánh giác kìa. Chứ còn một vị phàm phu mà coi như là được thầy coi như là truyền trao tâm pháp ấn chỉ điểm chỉ cho ta, chúng ta toàn là màu mè quá. Cái người mà được thành tựu như vậy đó, có khả năng như vậy thì chỉ có Phật thôi. Hay là chúng ta khéo thọ giáo với những vị thầy giỏi, với các bậc minh sư, người ta mở đường cho mình. Chứ còn nếu mà chỉ điểm mà để chúng ta được đoạn khổ diệt khổ, mô Phật không có đơn giản. Đây là lời thật mà chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe. Không dễ dàng mà tự nhiên chỉ ra là thấy biết liền. Quả thật khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta nghe được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tu tập nó là một cái cần thiết. Nó phải có một sự trải nghiệm, nó phải có một sự thực nghiệm cái pháp tu bằng cách dài ngày dài tháng. Tại sao mà người ta suy nghĩ tới cái lý pháp đó, người ta suy nghĩ tới cái điều pháp đó, người ta hiểu biết một cách dễ dàng. Còn tại sao mà mình không hiểu được, đây cũng là cái duyên. Thì cũng vậy, khi mà Phật mà ngày khai mở cho những chúng sinh mà trí tuệ đó nó bị vùi lấp, nó bị vô minh, nó bị tha mái che khuất, Ngài khai mở một cách dễ dàng. Bởi vì Ngài biết cách khai mở, bởi vì Ngài biết cách dẫn đường, Ngài biết cách chỉ lối, Ngài biết cách làm cho chúng sinh đó từ cái mê nó sang cái giác, từ cái đen tối nó trở thành trắng, từ cái vô minh nó mất và minh sanh khởi. Ngài là một vị lão luyện, một vị chuyển mê khai ngộ, bởi vì bậc thầy của trời người là như vậy. Đó. Cho nên vì vậy ở đây cái câu bất tử, hay là một ngày sống, hay sống một trong năm mà không thấy câu bất tử tốn hơn sống một ngày mà thấy được câu bất tử. Cho những người, đây là câu nói cho những ai, chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng, cũng đừng bao giờ mà nghĩ rằng mình sống, mình tu hoài mà tại sao không được. Mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta bị cái gì? Nghiệp gì mà phước mỏng, đúng như vậy, nghiệp gì mà phước nó mỏng, cái phước giải thoát, cái phước ly tham, cái phước mà để đoạn diệt,
chúng ta chưa có đủ, chúng ta chưa có tròn, thì không thể nào mà thành tựu được. Và nếu như chúng ta đã tròn đủ, không phải tự động nó tròn. Kính thưa quý vị, cũng như nói một câu này, một câu chẳng qua là khuyến tu, mỗi người nó có một cái phần tâm, phần tánh ở trong lòng, chẳng qua nó bị che khuất cho một ngày nào đó, coi như là chúng ta sẽ hướng tu. Cái câu đó nói vậy, thì chúng ta mới nghĩ rằng bây giờ mình có cái phần tánh rồi thì mình không cần tu, mai mốt thế nào cũng chứng đắc. Cho nên ở Kinh Văn Nguyên Thủy không có chấp nhận cái phần tánh chỗ này, mà không ai có cái tâm Phật ở trong lòng cả, mà chúng ta phải tu tập để chúng ta góp nhặt, để chúng ta tầm cầu cái duyên thiện sự ba la mật, hay cái phước ba la mật, cái phước báo ba la mật, để chúng ta mới thành Phật. Thở đó chẳng qua tức là khuyến tu một người. Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, nếu như chúng sinh đó đi trên con đường của Như Lai đã đi. Chứ vậy bây giờ ta thành Phật rồi, các ngươi cũng thành Phật, nhưng các ngươi không có đi trên đường ta mà sao mà thành được. Ngài kêu đi đi từ đông sang tây, mà chúng ta đi từ đông sang hướng nam, rồi từ hướng nam chúng ta trở về hướng bắc, qua hướng bắc, rồi từ hướng bắc chúng ta quay về hướng đông, rồi hướng đông chúng ta không, rồi chúng ta từ hướng đông chúng ta qua hướng nam, hay từ hướng nam chúng ta qua hướng tây, thì nó trật cái đường của Phật chỉ rồi. Đi đường thẳng mà chúng ta đi ngược lại thường là vậy. Đức Phật ngài kêu đi thẳng thì chúng ta đi ngược lại. Đức Phật ngài kêu đi về phía bên phải thì chúng ta phía bên trái, thì ngày nào mà chúng ta gặp được, ngày nào mà chúng ta giác ngộ được. Kính thưa quý vị, đó thật. Bởi vì ngài kêu ly tham đi, chúng sinh lại tham, lại bám chấp, lại ôm ấp vào cái tham. Đức Phật ngài kêu chúng ta ly sân đi, hãy tu tập để diệt trừ cái sân, mà cái tâm lại càng nóng nảy, bức bực lại càng khó chịu. Rồi Đức Phật ngài kêu ly si thì chúng ta lại càng mê, che khuất, vân vân, vô minh tham ái nó che khuất. Dạ, vì vậy ở đây một ngày mà sống thấy được câu bất tử, hiểu được câu bất tử, giác ngộ được câu bất tử, ở đó là chúng ta đã tạo rất nhiều phước duyên từ thiện thân. Và cũng như nhiều ngày trong độ luân hồi, chúng ta đã tạo. Cho nên bà Kisa Gotami này, bà mới thấy từng cái ánh lửa chớp, ánh lửa tắt, cái sanh, cái diệt, cái chết, cái sống, cái sự hiện hữu, cái sự chấm dứt của chúng sinh. Nó cũng như là ánh đèn này phát sanh ra rồi bây giờ mất đi, sanh đến, tự đến. Cái sự sanh diệt của tất cả chúng ta, một trầm luân sanh tử, như là một hơi thở tích tắc, nó nhanh vô cùng. Thì cái đó chính là bà đã từ tiền thân, cái phước của bà đã có, và cái pháp độ của bà chín mùi. Mà chính Đức Phật ngày hiện thân, ngày tới ngày nói, ngày chỉ khai mở một câu và bà chứng đắc thánh quả ngay liền, chứng đắc tứ quả liền. Thì đó chính là nói lên một cái sự quân tập, một cái sự quân tu của chính bà đã từ lâu mà tạo tác. Thế tới cuối cùng bây giờ chỉ có một giọt nước tràn ly, là một giọt nước đó chính Đức Phật ngài khai mở, để cho cái giọt nước đó từ trong tâm ta nhỏ xuống và kết thúc, chấm dứt. Thì muốn được như vậy, bởi vì chúng ta biết gọi là Kicho Buddha là mất ba đô, tức là khó được gặp Phật là như thế. Vì hữu duyên ngài mới được, chứ còn hữu duyên mới được. Mà muốn hữu duyên với ngài thì chúng ta nghe theo lời ngài, đi theo con đường ngài đã đi, nghe theo lời ngài dạy thì chúng ta sẽ thành tựu. Và ngược lại, chỉ đằng đông đi đằng tây thì chúng ta biết là còn xa lắm người ơi, còn xa, rất là xa, rất là xa. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua câu pháp cú số 114, dạy rằng tức là ai sống 100 năm không thấy câu bất cầu tử, tốn hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Là như vậy. Và xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, kính dân Phật Phật là được trời được thích tới Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, những vị chúng sinh là
chân linh khí linh tất cả những chúng sinh người tại chùa chúng tôi và cũng như tư gia cũng bị mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, và mong tất cả chúng ta tạo nhiều duyên phước để bất chức là phước ba la mật, để có một ngày chúng ta thật sự sống chỉ có một ngày mà chúng ta thấy được cái pháp sanh pháp diệt, hết cái câu bất tử. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Om Sanh Kha Ya. Nam mô Bụt Tha Ya, Sa Thoa.